vị và các bạn thân mến, khi nhìn dòng nước yên ả thanh bình như thế này thì có lẽ ai trong chúng ta cũng dễ dàng gợi nhớ đến con sông quê hương, phải không ạ? Và khi nhắc đến những dòng sông huyền thoại của dân tộc thì không thể nào không nhắc đến sông Phạm Cỏ Đông, vì nơi ấy đã từng diễn ra những trận đánh ác liệt nhất của dân tộc ta ở cả hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Cũng chính vì điều đó mà sông Phạm Cỏ Đông đã đi vào thơ ca, điện ảnh và sân khấu và để lại rất nhiều cảm xúc. Nhưng đến âm nhạc, có lẽ chúng ta dễ dàng kể đến những ca khúc như là Anh ở đầu sông, em cuối sông, nhạc Phong Huỳnh Điểu thể theo ý thơ của Hoài Vũ, hay là ca khúc Lên Ngàn sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt. Và đặc biệt đó chính là ca khúc Phạm Cỏ Đông thơ Hoài Vũ và được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Trương Quang Lục, để lại rất nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng quý vị khán giả, thật dạt dào cảm xúc. Chính vì điều đó mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng đến gặp gỡ với nhạc sĩ Trương Quang Lục để cùng trò chuyện với ông, người đã dành cả cuộc đời của mình dành cho quê hương và tuổi thơ. Mời quý vị. Nhạc sĩ Trương Quang Lục quê ở Sơn Mỹ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông là cán bộ văn hóa văn nghệ của cơ quan đường sắt Liên Khu 5. Sau năm 1954, ông chuyển ra miền Bắc. Tại đây, ông theo học lớp tập huấn âm nhạc do các chuyên gia nước ngoài giảng dạy và học trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông về làm kỹ sư hóa chất ở nhà máy Super Phosphat hóa chất Lâm Thao, Phú Thọ và tiếp tục sáng tác nhạc. Sau năm 1975, ông trở vào Trung Nam công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng. Dường như cả sự nghiệp của cuộc đời mình, ông đã tâm huyết cho mảng ca khúc thiếu nhi. Vì trong số hơn 450 ca khúc, đã có tới 300 ca khúc ông viết cho thiếu nhi. Nhạc sĩ Trương Quang Lục là một trong nhạc sĩ thuộc thế hệ đầu tiên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam vào năm 1957. Ông đã có những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp âm nhạc Việt Nam, không chỉ là những ca khúc mà bên cạnh đó, ông còn viết nhạc cho phim, sân khấu, múa rối, nghiên cứu dân ca. Đặc biệt, ông đã tâm huyết viết hàng trăm ca khúc cho tuổi hoa niên, trong đó có hai ca khúc Trái đất này là của chúng em và Màu mực tím, được bình chọn trong tập 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20. Rất vinh dự được đến nhà chú để cùng trò chuyện và hy vọng là chú cháu ta sẽ có một buổi trò chuyện thật thoải mái. Có lẽ là quý vị khán giả nếu mà đã yêu mến những ca khúc của chú Trương Quang Lục thì phần nào cũng rất là vui vì thấy chú còn rất khỏe khoắn và minh mẫn như hiện nay. Khi ngày hôm nay biết đến để gặp người nhạc sĩ đã cùng phổ nhạc để làm ra bài hát Phạm Cỏ Đông, thật sự là Hiếu cũng có một cái cảm nhận là không hiểu là mình đã nghe ca khúc này từ khi nào và nghe ai hát mà nó lại nằm trong tâm khảm của mình, giống như là mình nghe ở đâu rồi vậy đó. Và cháu được biết là ca khúc Phạm Cỏ Đông mình viết trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Vậy thì để nhắc lại hoàn cảnh sáng tác của nó thì không biết là có đặc điểm gì mà chú có thể đến giờ này mình vẫn còn nhớ hay không ạ? Tôi viết cái bài Phạm Cỏ Đông là năm 1966. Tính đến nay 2018 là đã 52 năm rồi. Thì lúc đó thì tôi đang tập kết ở miền Bắc. Thì cái tâm trạng của những anh chị em miền Nam rời gia đình, rời quê hương ra tập kết ở Bắc thì phải nói là luôn luôn nhớ đến quê hương, gia đình, miền Nam. Khi mà ra tập kết ở phía Bắc đó là nhiều anh em ở các tỉnh thành phía Nam. Nhưng mà có một cái hay là hầu như anh chị em đều nói với nhau là chúng mình là miền Nam tập kết. Không có phân biệt tỉnh nào cả. Cho nên khi mà đang trăn trở bức xúc để viết một cái bài hát về miền Nam á, miền Nam, thì tôi bắt gặp một cái bài thơ Vàm Cỏ Đông của nhà thơ Hoài Vũ từ trong Nam gửi ra. Thì khi ban đêm mình bắt được cái bài thơ đó thì mình đọc bài thơ đó. Và tình cờ ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam thì nghe ngâm bài thơ đó, thì tự nhiên cảm xúc nó trào dâng trong lòng. Cho nên tôi đã nhanh chóng nhóm dậy, nằm trên giường mà nhóm dậy, lấy giấy bút viết. Viết liền lúc đó. Viết liền. Và không cần phải nhạc cụ gì cả vì mình cũng có khả năng về ký xướng âm mà. Cháu có thể hỏi là chú viết bài hát nó trong bao nhiêu phút không? Và cái thời gian viết chỉ đúng 1 tiếng 15 phút. Sau này thì tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên là thế này, rất nhiều bài mình không viết được với cái thời gian như thế. Có bài là mấy tiếng, 5-6 tiếng, có bài là mấy ngày, thậm chí có bài mấy tháng, có bài mấy năm, có bài 2-3 năm mới xong một bài hát. Nhưng mà tại sao lúc đó chỉ có 1 tiếng 15 phút mà được,
Vì tôi nghĩ thế này, thực ra để có bài đó không phải chỉ cần 1 tiếng 15 phút, mà cả 12 năm trời, một quá trình, từ cái năm 1954 cho đến năm 1966, mình cứ trăn trở bức xúc. Và đến lúc đó hả, thì nó bục ra, nó giống như là thai nghén. Và lúc bây giờ sinh ra. Ở tầng sông Hồng em có biết, quê hương anh cũng có dòng sông. Anh mãi ngồi với lòng tha đi, giam có đông ơi giam có dàm cỏ đông ơi hỡi dòng sông, nước xanh biên biên chẳng đổi thay dòng. Đuổi pháp đi rồi nay đuổi bị xâm lăng, giặc đi đời giặc sông càng xanh trong, giặc đi đời giặc sông càng xanh trong. Khi tập kết ra Bắc thì lúc bấy giờ thì cái trường âm nhạc miền Nam nó mới hình thành và trung cấp thôi. Thì tôi có xem chương trình thì thấy là hầu như mình biết hết rồi. Cho nên nhiều anh em mà bảo bây giờ á, trong khi chờ đợi học một cái gì đó thì ông nên học, nên đi vào thực tế ở các cái vùng miền. Thế thì mình nói, thế thì tôi đi học. Thế là tôi đăng ký vào trường Đại học Bách Khoa. Mà cái khóa đầu tiên, sau khi mình tốt nghiệp kỹ sư ra, mình đến nhà máy thì là họ nhận ngay. Có bằng kỹ sư và lại biết là một nhạc sĩ nữa. Đó. Mà chính ở nhà máy á, tôi đã có những cảm xúc về sáng tác rất tốt. Mình ở gần gũi với anh em công nhân. Bởi vậy thì là chính cái bài Vằm Cỏ Đông á, ở tận sông Hồng em có biết ra đời khi tôi đang làm kỹ sư nhà máy. Quá chất. Vằm cỏ đông đây, vằm cỏ đông đây, ta quyết chứ từng chiếc xuồng tâm lưới cây dầm, từng con người làm nên lịch sử, và dòng sông trong mát quanh năm. Vằm cỏ đông đây, ta quyết chứ từng mái nhà đẹp chứ răng dừa, từng thưa mời đêm màu mơ, từng mối tình họ hẹn sớm ở tầng. Sau khi giai đoạn để sáng tác nên những ca khúc như Vằm Cỏ Đông đã trôi qua thì chú cũng đã trở về miền Nam thống nhất đất nước rồi. Lúc này được biết là chú công tác ở báo Sài Gòn Giải Phóng. Thế thì Phi Hiếu đang thắc mắc là một người học âm nhạc nè, lại học về kỹ sư hóa học nè, thì lại vào công tác ở báo Sài Gòn Giải Phóng. Tại sao nó lại có sự nó hơi là tréo ngoe chút xíu anh này hả chú? Khi mà đang làm kỹ sư hóa chất ở nhà máy, thì tôi cũng đã thỉnh thoảng có viết những cái bài báo. Bài báo rồi. Nhưng mà hồi đó mình làm cái công tác nó giống như nghiệp dư, cộng tác viên của báo. Công tác viên của báo. Nhưng mà nhiều anh em nó gợi ý thế này: ông làm gặp tác viên như thế hay rồi, nhưng mà nếu ông ở ngay trong cái đó, ở ngay trong cái nơi đó, thì ông sẽ thấy được những cái hay của cái đó, và ông sẽ giúp ích cho cái sáng tác của ông. Tôi là công tác ở báo Sài Gòn Giải Phóng 20 năm. Thì ba cái nghề đó nó có đá lẫn nhau không? Thực ra thì nó chẳng những không đá lẫn nhau, mình nói là hỗ trợ lẫn nhau. Mà tôi nghĩ rằng khi mình sáng tác bài hát, mà nếu người ta đang cần bài đó và người ta đang bức xúc về cái đề tài nó mình viết, thì bà con họ sẽ chấp nhận rất dễ. Mà tôi thấy có một cái bài học mà với tôi là như thế này. Cái năm mà 93, tức là cách đây hai mấy năm rồi, nó có một cái phong trào liên hoan bút sơn hồng. Mà
trong cái liên hoan đó thì mấy em nó hát rất nhiều bài, bài này bài khác kiểu gì, nhưng không có một cái bài nào truyền thống về búp sen Hồng cả, vì nó mới ra đời. Tôi nghĩ là đó là một cái chỗ mà mình phải nhảy vào ngay. Tôi viết ngay bài búp sen Hồng. Có một điều Phương Hiếu thắc mắc là trong cái kho tàng âm nhạc của chú á, thì phần lớn những cái sáng tác chú lại dành cho lứa tuổi tuổi thơ. Và rõ ràng là nhiều người cũng gọi chú là một nhạc sĩ của tuổi thơ. Thì tại sao mình lại viết những bài hát dành cho lứa tuổi này nhiều hơn ạ? Do là mình yêu trẻ con hay là có do một cái tác động nào khác không chú? Khi mà bước vào con đường nghệ thuật á, thì lúc đó là tôi đang học phổ thông. Thì cũng có viết những cái bài hát khi còn là học sinh. Nhưng mà những cái bài hát đầu tiên đó thì coi như là để coi như là thay những cái bài báo mà theo nghĩa vụ là mình phải viết. Nhưng mà đến một cái bài là bài Hoa Xuân Đất Nước. Thì được anh em hưởng ứng. Nó có mấy cái câu thế này: là hoa xuân thơm tươi của đất nước anh hùng. Thì cái bài đó nó rất lạ là tự nhiên được anh em học sinh trong trường hưởng ứng và dần dần, và nó có một cái tuổi thọ là rất dài từ đó đến nay, tức là hồi đó là viết năm 1950. Năm mươi mà đến đây như thế là 68 năm rồi. Một bài hát thiếu nhi. Và sau đó trong kháng chiến chống Pháp thì tôi cũng có viết một số bài thiếu nhi, không nhiều. Nhưng mà có một cái bài mà các em mẫu giáo bây giờ nó còn nhớ là bài Xìa Cá Mè. Xìa Cá Mè đè cá dép, tay nào đẹp thì đi bẻ ngô. Tôi lấy ví dụ như khi viết cái bài Trái Đất Này Là Của Chúng Mình, thì đáp ứng được cái yêu cầu của cái thời kỳ đó là năm 79 đó. 79 đang cần một cái bài về hòa bình, về hòa bình, về hữu nghị. Nhưng mà may mắn là cái ông nhà thơ Đình Hải á, ông làm bài thơ đó và tôi phổ, thì ông đã đưa những cái ý tưởng mà nó còn cao hơn nữa. Ví dụ như quả bóng xanh bay giữa trời xanh, là nếu mà nghĩ ra sâu sắc đó là nói về môi trường. Môi trường. Rồi là vàng trắng đen tuy khác màu da, là nói về phân chấm phân biệt chủng tộc. Mà họ yêu cầu là thế này: tất cả các nước trên thế giới á, đều phải có ban tổ chức để mà vận động nhạc sĩ trong nước để sáng tác. Sáng tác thì tôi mới nhưng mà họ có một cái hay là thế này: họ nghĩ rằng là một cái ca khúc á, quan trọng nhất á, đầu tiên vẫn là ca từ đã, rồi thứ đấy mới là âm nhạc. Thì họ tổ chức cái vòng một là thi lời ca. Cái điều đó là ở Việt Nam mình không có đâu. Và họ chọn ra, cái ban tổ chức họ chọn ra hai cái ca từ thôi. Trái Đất Này Là Của Chúng Mình. Đúng ra cái tên là Trái Đất Này Là Của Chúng Em, nhưng sau này mấy em nó quen gọi chúng mình thôi, mình cứ gọi là chúng mình nhé. Của một nhà thơ Đình Hải. Còn một bài nữa là Việt Nam Bầu Trời Này Mặt Đất Này của nhà thơ Diệp Minh Tuyền ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong mấy trăm bài họ chọn có hai bài thôi. Hai bài đó làm ca từ, và họ đăng cái bài đó trên báo, và họ yêu cầu các nhạc sĩ cả nước phổ. Cho nên riêng cái bài Trái Đất Này của chúng mình là tới 300-400 bài. Chứ không phải chỉ có bài của tôi. Nhưng mà mình cũng lọt vào cái diện may mắn là được giải nhất.
sau này thì do cái thông tin trên mạng nó dễ dàng cho nên tôi thấy là ở Đài Loan này, Trung Quốc này, rồi ở Tiệp Khắc này, Cộng hòa Séc này, ở Cộng hòa Trung Đức, mà đặc biệt ở phương Tây á là ở Canada, họ cũng hát bài đó, mà tất nhiên là họ hát theo tiếng Việt và cái tiếng của họ, và thậm chí có nơi như Canada họ dùng bài đó làm bài ca chủ đề, nó gọi là theme song trong cái đại hội các dân tộc của họ. Chú muốn trở lại một chút xíu về địa phương Bình Phước, nơi mà chú nói là chú chẳng những đến thị xã Đồng Xoài mà còn đến Hớn Quản nữa. Thì không biết là đến đó nè, gặp gỡ, giao lưu và nói chuyện với khán giả, các em thiếu nhi ở đó, thì mình có tức cảnh sinh tình mình sáng tác bài hát về đất Bình Phước không chú? Những cái bài khi viết từng nơi đó đôi khi phải để một tháng trời mình tìm hiểu trước rồi khi viết. Như vậy là có 4 bài là như thế này. Bài thứ nhất là bài Bình Phước của em á. Bình Phước của em. Rồi bài là Rừng Cao Su quê hương. Hớn Quản á thì cũng có bài về Hớn Quản, nó về quê hương Hớn Quản. Rồi gần đây nhất là ở Bình Phước á, năm nào cũng có cái liên hoan khoa phường đỏ. Mà anh chị em họ muốn có một cái bài truyền thống của cái liên hoan đó, cứ mỗi lần liên hoan á là mở đầu bài đó. Thì tôi cũng viết về bài đó. Và có thể nói là ngày hôm nay quý vị khán giả cũng đã lắng nghe những chia sẻ và những cảm xúc rất là nhiều đến từ chú. Và Hiếu hy vọng là chú Trương Quang Lục sẽ tiếp tục có nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Đặc biệt là với tuổi này thì dù cho là mình có những cái suy nghĩ, mình những có trải nghiệm đầy đủ hơn, thì Hiếu tin rằng là nó chỉ giúp cho những bài hát của chú thêm mặn mà hơn, có nhiều ý tưởng mới hơn để có thể giúp đến gần hơn với quý vị khán giả mà thôi. Và đến đây thì có lẽ Phương Hiếu cùng với ống kính của chương trình Dấu Ấn Tài Hoa cũng xin chúc cho chú nhiều sức khỏe, cũng như là mình sẽ ngày càng có nhiều ca khúc hay hơn nữa. Nhạc sĩ Trương Quang Lục dành trọn tình cảm của mình cho quê hương, cho các em thiếu nhi bằng bao khúc hát. Với những đóng góp ấy, ông đã được tặng huy chương vì sự nghiệp âm nhạc, huy chương vì thế hệ trẻ, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2007, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, cùng nhiều giải thưởng âm nhạc khác. Nhưng điều đồng lại vẫn là những tác phẩm âm nhạc mà nhạc sĩ Trương Quang Lục đã dành trọn sự nghiệp của mình cho quê hương đất nước. Oh.